Chào mừng các em đến với kênh Lời Giải Hay. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài thực hành tiếng Việt bài 8 trang 61 trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Đầu tiên, chúng ta đến với câu hỏi số 1. Trả lời các câu hỏi sau. A nhỏ, với câu nhớ các bạn trong lớp tôi ngày trước, mỗi người một vẻ, sinh động biết bao. Có thể dùng từ kiểu để thay cho từ vẻ được không? Vì sao? B. Từ khuất được dùng trong câu. Giờ đây, mẹ tôi đã khuất và tôi cũng đã lớn. Có phù hợp hơn so với một số từ khác cũng có nghĩa là chết như mất, từ trần hay hy sinh. Câu C. Vì sao trong câu? Tôi luôn nhớ về mẹ với niềm xúc động khôn nguôi. Từ xúc động được chọn hợp lý hơn các từ khác như cảm động hay xúc cảm. Các em hãy suy nghĩ kỹ và thực hiện từng yêu cầu trong câu này. Cô gợi ý, trong câu A, chúng ta không nên dùng từ kiểu để thay cho từ vẻ, bởi vì từ vẻ lột tả đầy đủ và đúng nhất vẻ riêng của mỗi người trong phong cách. Còn từ kiểu chỉ để nói một kiểu loại nào đó, không có giá trị nhiều trong cách diễn đạt đúng không nào? Câu B, từ khuất được dùng trong câu, giờ đây mẹ tôi đã khuất và tôi cũng đã lớn. Thì phù hợp hơn so với một số từ khác cũng có nghĩa là chết, giống như mất, từ trần hay hy sinh. Vì so với từ mất và chết thì từ khuất thể hiện cách nói giảm, nói tránh, bớt đi sự đau đớn, buồn bã. Còn từ hy sinh chỉ dùng cho những người có công trạng nào đó với cộng đồng. Từ trần dùng khi người đó vừa mất, còn ở đây bà mẹ đã khuất từ nhiều năm trước, nên dùng từ khuất là hợp lý nhất các em ạ. Câu C, trong câu tôi luôn nhớ về mẹ với niềm xúc động khôn nguôi, thì từ xúc động được chọn là hợp lý hơn các từ khác như cảm động hay xúc cảm. Bởi vì xúc động là từ ngữ giàu giá trị tạo hình, thể hiện rõ và đẹp nhất trạng thái của con người đúng không nào? Chúng ta đến với câu hỏi số 2. Yêu cầu chọn từ ngữ phù hợp nhất trong ngoặc đơn để đặt vào khoảng trống ở các câu sau và giải thích lý do lựa chọn. Đối với bài tập này, các em hãy thử ghép từng từ và chọn từ phù hợp nhất. Cô gợi ý, các em có thể trả lời câu hỏi này như sau. Câu A, các em có thể chọn bị cười, không phải mọi người đều phản ứng giống nhau. Câu B, trên đời không ai hoàn hảo cả. Và C, đi đường phải luôn luôn quan sát để tránh xảy ra tai nạn. Còn câu D, ngoài nỗ lực của bản thân, tôi còn được bạn bè, thầy cô thường xuyên động viên, khích lệ. Câu hỏi số 3, thực hiện các yêu cầu. A nhỏ, chỉ ra ý nghĩa của cụm từ in đậm trong câu sau và cho biết nếu bỏ thành phần đó, câu thay đổi như thế nào về cấu trúc và ý nghĩa. Giờ đây, khi hồi tưởng lại, tôi đoán bạn có thể nói rằng bài tập là một kỷ niệm khó quên. B. Văn bản, hai loại khác biệt có câu. Cậu đã đứng lên trả lời câu hỏi. Nếu câu này được viết lại thành, cậu đã trả lời câu hỏi và đứng lên, thì có phù hợp không? Vì sao? C. Câu đến cuối tiết học, cậu tiến lên phía trước và bắt tay thầy giáo như một lời cảm ơn thầm lặng. Có thể đổi cấu trúc, đến cuối tiết học, cậu bắt tay thầy giáo như một lời cảm ơn thầm lặng và tiến lên phía trước. Vì sao không thể sử dụng câu biến đổi để thay cho câu gốc trong văn bản? Các em hãy đọc kỹ các câu hỏi và lần lượt trả lời. Ở đây, cô gợi ý. Trong câu A, giờ đây khi hồi tưởng lại, tôi đoán bạn có thể nói rằng bài tập là một kỷ niệm khó quên. Thì ý nghĩa của cụm từ in đậm, giờ đây khi hồi tưởng lại, là trạng ngữ xác định thời gian và phương tiện được nói đến trong câu. Nếu bỏ cụm từ in đậm, thì câu trên sẽ trở thành tôi đoán bạn có thể nói rằng bài tập là một kỷ niệm khó quên. Thì ý nghĩa của câu này khác với câu trên, vì câu trên khi chưa bỏ thành phần in đậm, người đọc hiểu rằng người viết đang nói về những điều đã xảy ra trong quá khứ các em ạ. Câu B, câu trên nếu đổi lại sẽ không phù hợp là bởi vì nó làm thay đổi ý nghĩa của câu. Bởi vì cậu đã đứng lên trả lời câu hỏi, chỉ cậu bé học sinh đứng dậy và sau đó trả lời câu hỏi của thầy cô. Còn câu, cậu đã trả lời câu hỏi và đứng lên, thì chỉ rằng cậu trả lời câu hỏi xong xuôi rồi mới đứng lên đúng không nào? Câu C, chúng ta không thể sử dụng câu trên để thay thế, vì nó làm thay đổi ý nghĩa của câu.
ý nghĩa của câu. Đến cuối tiết học, cậu tiến lên phía trước và bắt tay thầy giáo như một lời cảm ơn thầm lặng. Nghĩa là cậu bé tiến lên trước để gần thầy giáo hơn, rồi mới bắt tay thầy. Còn câu, đến cuối tiết học, cậu bắt tay thầy giáo như một lời cảm ơn thầm lặng và tiến lên phía trước. Nghĩa là cậu bé bắt tay thầy giáo rồi tiến lên phía trước để làm một việc gì đó khác, đúng không nào? Câu hỏi số 4. Sau đây là những câu thay đổi cấu trúc so với câu gốc trong các văn bản có trong bài học này. Nghĩa của câu thay đổi cấu trúc khác như thế nào so với câu gốc? Các em hãy đọc kỹ các câu thay đổi, xem có gì khác biệt về mặt ý nghĩa và trả lời. Cô gợi ý, các em có thể tham khảo đáp án như sau. Phần A, câu gốc. Tôi không rõ tại sao cậu lại làm thế. Có lẽ cậu thực sự có điều gì đó muốn nhắn nhủ với chúng tôi. Thì câu này nhấn mạnh thắc mắc của người viết, không hiểu vì sao cậu bạn mình lại làm việc như vậy. Còn câu thay đổi, có lẽ cậu thực sự có điều gì đó muốn nhắn nhủ với chúng tôi không rõ tại sao cậu lại làm thế, thì nhấn mạnh suy đoán của người viết về cậu bạn của mình, về việc cậu có gì đó muốn nhắn nhủ, đúng không nào? Còn phần B, câu gốc, tuy nhiên đây không phải là điều quá nghiêm trọng và càng không phải là căn bệnh hết cách chữa, thì nhấn mạnh cách nhìn nhận của người viết và đây không phải là một điều nghiêm trọng. Câu thay đổi, tuy nhiên, đây không phải là căn bệnh hết cách chữa và càng không phải là điều quá nghiêm trọng. Thì câu này nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của sự vật được nói đến ở trong câu, đúng không nào? Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em soạn bài Thực hành tiếng Việt bài 8 trang 61 trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 2 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Ngoài ra thì các em cũng có thể lên trang lời giải2.com để xem thêm lời giải của những bài khác. Chúc các em học tốt! Và hẹn gặp lại các em trong những bài giảng lần sau.